Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một mẫu khóa hình con chuồn chuồn. Để làm mẫu khóa này thì chúng ta cần phải có một đoạn dây tiêm với chiều dài 1 mét, hạt 6 ly hoặc 8 ly. Đầu tiên là các bạn xỏ 2 hạt vào dây sợi dây 1 mét. Chúng ta canh giữa đoạn dây nha các bạn. Chia đoạn dây ra làm 2 phần bằng nhau. Ở phần thân con chuồn chuồn như trên hình bạn thấy đó, chúng ta chừa một đoạn khoảng từ 6cm đến 8cm. Tùy theo các bạn có sở thích làm thân con chuồn chuồn dài thì các bạn sẽ chừa dài hơn. Nhưng mà trung bình thì chúng ta chừa khoảng từ 6 đến 8cm là được các bạn. Bắt đầu chúng ta thắt thì chúng ta để dây bên tay phải, chúng ta để dưới các bạn, để dưới thân con chuồn chuồn. Và trong quá trình thắt, một điều lưu ý các bạn phải giữ dây. Giữ dây là một trong những kỹ năng rất là quan trọng trong việc chúng ta thắt dây được đẹp hay không. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng dây bên tay trái, chúng ta lọn phía dưới, dây bên tay phải chúng ta vừa đặt ở phía dưới các bạn. Rồi các bạn nhìn vô hình nha. Và chúng ta xỏ vào một cái vòng tròn hồi nãy đó, chúng ta tạo bên phía bên tay phải. Các bạn cố gắng dùng ngón tay cái của mình và ngón trỏ của mình để giữ những điểm mà dây chúng ta giao nhau mà chúng ta chưa siết chặt các bạn. Chúng ta giữ ở vị trí đó, giữ chặt vào nó, đừng cho nó tuột ra. Các bạn chú ý những động tác của mình, những động tác của mình đều làm không thừa thải đó các bạn, giúp cho các bạn giữ dây cho chặt. Và tiếp theo đó là chúng ta đặt dây bên tay phải chúng ta lên thân chuồn chuồn, đặt lên phía trên các bạn. Rồi như vậy bên đây phía trên thì bên tay trái chúng ta sẽ là phía dưới ngược lại, nhưng mà chúng ta đặt lên trên dây bên tay phải này. Ở đây chúng ta siết chặt. Các bạn nhìn kỹ thì chúng ta sẽ ra một cái hình, một nút dây thông dụng, đó là nút dẹp. Và tất cả con chuồn chuồn được hình thành bởi chỉ duy nhất một nút, đó là nút dẹp các bạn. Chúng ta vừa làm xong phần đầu con chuồn chuồn với 2 hạt là 2 con mắt của con chuồn chuồn. Tiếp tục chúng ta dùng dây bên tay trái các bạn, dây bên tay trái đặt lên con chuồn chuồn, thân con chuồn chuồn. Vì sao chúng ta lại dùng bên dây tay trái? Vì các bạn nhìn đường dây ngay chỗ tay mình chỉ đó thì nó đang đi nằm ở trên, thì chúng ta sử dụng dây bên tay trái để nằm phía trên thân con chuồn chuồn. Tiếp tục dây bên tay phải chúng ta nằm trên dây bên tay trái và chúng ta lọn giữa, chúng ta xỏ từ dưới xỏ lên. Đến đây thì chúng ta không siết lại nha các bạn. Chúng ta sẽ làm cánh con chuồn chuồn. Tiếp tục chúng ta sử dụng dây bên tay phải. Các bạn nhìn đường dây đi. Đường dây bên tay phải đang nằm ở trên, phía trên thân con chuồn chuồn thì chúng ta lại tiếp tục cho nó nằm bên trên. Chúng ta sử dụng dây bên tay trái đặt lên trên dây tay phải và chúng ta xỏ từ dưới xỏ lên. Khi này thì chúng ta sẽ siết phần ở dưới, còn phần ở trên chúng ta sẽ kéo ra để chúng ta tạo thành cánh thứ nhất cho con chuồn chuồn. Mình chỉ siết phần dưới thôi các bạn. Trong quá trình các bạn siết thì các bạn kéo cái cánh ra cho nó đều hai bên. Và lưu ý các bạn khi các bạn làm cánh con chuồn chuồn
thì chiều dài cánh con chuồn chuồn phải có tỷ lệ tương đối với thân con chuồn chuồn. Thường thì mình làm tỷ lệ này là 1 và 1 thì nó nhìn sẽ hài hòa và cân đối hơn. Các bạn làm cánh chuồn chuồn dài hơn hoặc ngắn hơn thì chúng ta nhìn sẽ không cân đối. Rồi chúng ta siết chặt các bạn, cố gắng các bạn siết chặt chỗ này, để không thì tí nữa nó sẽ bung ra thì các bạn sẽ khó sửa. Như vậy là chúng ta được cánh thứ nhất. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm như thế và chúng ta làm cánh thứ hai. Và các bạn để ý đi, chúng ta đang sử dụng dây bên tay trái là dây đang nằm trên thân con chuồn chuồn, thì chúng ta tiếp tục sử dụng dây bên tay trái. Dây bên tay phải chúng ta nằm trên dây bên tay trái và chúng ta xỏ từ dưới, xỏ lên. Các bạn cố gắng chúng ta làm chậm thôi, tại chúng ta mới, chúng ta cố gắng làm chậm thôi. Những nút cơ bản này chúng các bạn làm chậm thôi nha. Rồi như vậy chúng ta không siết ở đó nha các bạn, và chúng ta tiếp tục làm một động tác nữa, đó là dùng dây bên tay phải. Tại sao dây bên tay phải? Tại các bạn nhìn đường dây đó mà, tại dây bên tay phải đang là nằm trên thân chuồn chuồn. Cứ động tác đó chúng ta thực hiện một lúc, nút dẹt. Rồi bây giờ chúng ta có cánh thứ hai. Thường thì mình làm cánh thứ hai sẽ nhỏ hơn và chiều dài ngắn hơn cánh thứ nhất. Còn các bạn thích làm bằng hoặc là như thế nào thì tùy các bạn, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Và chúng ta siết, các bạn nhớ siết thật chặt nha các bạn. Vậy là chúng ta được hai cánh của con chuồn chuồn. Các bạn nên chú ý cái mặt nào mà chúng ta đang sử dụng để chúng ta sử dụng dây đè lên các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là dây bên tay trái đặt lên trên và dây bên tay phải chúng ta lo ở dưới. Giờ chúng ta tiếp tục thắt những nút dẹt còn lại cho phần thân con chuồn chuồn. Các bạn khi các bạn thắt, các bạn chú ý phần dây nào đang nằm ở trên thân con chuồn chuồn thì nó sẽ nằm ở trên. Nếu các bạn thắt sai đi thì nó sẽ bị xoắn cái phần thân con chuồn chuồn lại, nó không có thẳng như trên hình của mình. Rồi tới đây mình sẽ làm nhanh để cho các bạn đỡ mất thời gian. Và chúng ta thắt đến khi nào tới phần đuôi con chuồn chuồn thôi. Và phần đuôi các bạn chừa lại một cái vòng nhỏ nhỏ vậy đó, để chúng ta móc thêm chìa khóa vào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành con chuồn chuồn. Và còn phần dây thừa đó, các bạn dùng kéo các bạn cắt bỏ phần dây thừa đó. Các bạn có thể là buộc nút chịu đơn vào đó cho nó chịu lại, để cho đừng trục dây ra. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.